các cầu thủ FC TDV họ sẽ ra sân trong trang phục áo vàng quần xanh. Và trong khi đó thì FC Metro họ sẽ ra sân với trang phục áo đỏ quần đỏ. Như vậy là các thủ FC Metro sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải, và trong khi đó FC TDV sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Như vậy là trận đấu đã được trọng tài được cho phép bắt đầu. Đội ra bóng trước sẽ là các cầu thủ bên phía FC TDV. Chuyển bóng tốt. Cơ hội cho cầu thủ áo vàng. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là một pha đặt lòng khá mềm mại của cầu thủ mang áo số 9. Đó là Cải. Đây là Dũng không say. Đi bóng khá hay. Dũng không say. Vẫn còn. Chuyển bóng khá tốt, thế nhưng đó là hơi. Chuyển bóng rất tốt. Cơ hội dành cho cầu thủ áo vàng. Không được rồi. Thật đáng sút bóng không tốt. Cơ hội. Cắt bóng rất tốt. Rất nguy hiểm. Liên tục là những pha uy hiếp khung thành. Phản công cho cầu thủ áo đỏ. Cơ hội dành cho cầu thủ áo đỏ. Cơ hội. Một tình huống phản lưới vô tình của cầu thủ mặc áo số 7. Đó là Nguyên Đạo. Thực sự bất ngờ. Khi mà thế trận đang dần dần nghiêng về cầu thủ áo vàng thì một đòn hối mã thưởng của FC Metro đã khiến cho mảnh lưới của TDV phải rung lên. Và thật trớ trêu chảy khi mà trung vệ thòng bên phía Metro Nguyên Đạo đã có một pha đốt lưới nhả. Thật đáng tiếc và bên phía đội hình của FC TDV có vẻ như bóng đã chưa vào lưới. Và anh đã kém về cho mình, đội bóng của mình một tình huống đá góc. Rất nguy hiểm. Phản công khá hay. Cơ hội. Một đường căng ngang không tốt. Thật sự đáng tiếc. Rất nguy hiểm. Một pha Cai. Và ngay lập tức là một tình huống phản công của cầu thủ áo đỏ. Rất nguy hiểm. Đi bóng tốt. Bóng vẫn còn. Rất nguy hiểm. Bóng vừa không được rồi. Đây là câu trả lời của cầu thủ FC TDV. Cơ hội. Thực sự chuyển bóng rất tốt. Cơ hội. Cơ hội. Thực sự nguy hiểm khi mà một pha phá bóng hơi chậm đã đem đến cơ hội tấn công dành cho cầu thủ áo đỏ. Rất đáng tiếc. Chỉ cần nhanh hơn một nhịp nữa thôi thì tỷ số chắc chắn sẽ nâng lên được 2-0. Cơ hội. Và 2-0. 2-0 dành cho cầu thủ bên phía FC Metro. Và người ghi bàn vừa rồi đã có thủ mang áo số 24 Long Tom. Rất hay. Một bài đánh khiêm thấy của sân bóng đá. Tục là một tình huống phản công của các thủ áo đỏ. Cơ hội. Thế nhưng đó Long Tom xử lý khá bóng. Xử lý bóng khá tốt. Bóng vẫn còn. Cơ hội. Chuyền bóng thực sự khó hiểu. Đi bóng khá tốt. Cơ hội. Và vừa rồi là một tình huống xử lý nhịp một không tốt của Long Tom. Và anh đã ném đi cơ hội của đội bóng của mình qua cửa sổ mất rồi. Ở đây là Long Tom. Cơ hội. Vừa rồi là một pha không muốn ghi bàn thêm. Cơ hội dành cho cầu thủ áo vàng.
rất nguy hiểm. Hoàn hồ thủ môn là Nguyễn Đạo. Một tình huống đi bóng không tốt. Long Tom. Cơ hội. Cơ hội. Cơ hội dành cho các thủ áo vàng. Không được. Thực sự đáng tiếc. Thực sự đáng tiếc dành cho các thủ áo vàng. Cơ hội. Một tình huống đi bóng khá tốt. Cơ hội dành cho TLV. Không được. Một tình huống giật gót hụt bóng của cầu thủ mặc áo số 20. Và bóng vẫn còn trong chân các cầu thủ Metro. Liên tiếp là những tình huống. Và vào rồi. 3-0 dành cho các thủ FC Metro. Thực sự là diễn biến của trận đấu rất nhanh và tôi không thể theo kịp được những tình huống bóng đó. Trận đấu đang cực kỳ hấp dẫn. Và cầu thủ ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 đó là cầu thủ mặc áo số 20, Anh Tú. Chuyển bóng rất non. Cơ hội dành cho áo đỏ. Rất mong các quý vị và các bạn có thể tương tác nhiều hơn với chúng tôi. Cực kỳ năng nổ. Rất nguy hiểm. Cơ hội. 4-0. 4-0 dành cho các cầu thủ bên phía FC Metro. Trước đó là một tình huống soạng bóng không tốt. Và ngay lập tức là một pha qua người và ghi bàn thực sự dễ dàng. Người ghi bàn đó là cầu thủ mặc áo số 11, Khuê Gà. Liên tiếp là những cú sút từ xa. Đi bóng rất tốt. Cơ hội. Cơ hội. Liên tiếp và phối hợp của họ đang mất đi sự sắc sảo cần thiết. Cơ hội. Những tiền đạo xuất sắc của bóng đá thế giới thời điểm hiện tại. Rất nguy hiểm. Lại 10 phút nữa thôi. Và những nỗ lực của TDV sẽ được đền đáp như thế nào đây? Và đó là một pha để trứng gà của thủ môn bên phía FC Metro. Một tình huống thực sự là khá tấu hài đến từ vị trí thủ môn Hùng Cầu. Cho đến lúc này của trận đấu thì thủ môn và sẽ có những tình huống chuyền bóng cực kỳ nhanh. Giống như tình huống này chẳng hạn. Cơ hội. Một về phía khung thành của cầu thủ Tây Đề về. Chuyển bóng rất hay. Nguyễn Đạo. Không được. Và hết giờ. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-1 nghiêng về FC Metro. Và cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thi đấu live stream vừa qua. Cảm ơn và hẹn gặp lại. We'll be right back.